Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh 5 chiếc siêu mô tô có mức giá bán được tính theo số triệu USD, ngang ngửa giá trị của cả siêu xe. Và điều đáng nói, có tiền chưa chắc đã mua được. Neiman Marcus Limited Emulsion Fighter là sản phẩm của công ty Neiman Marcus. Những chiếc xe Fighter có giá trị xưởng từ 110 USD, nhưng riêng đối với chiếc xe cuối cùng ra lò trên dây chuyền sản xuất, để mua được nó, bạn sẽ phải bỏ ra số tiền gấp trăm lần, vì đây là chiếc xe cuối cùng trong số 45 chiếc xe được sản xuất trên thế giới. Chiếc mô tô giá trị 11 triệu USD này có thân xe thiết kế đặc biệt, toàn thân xe được cắt CNC chính xác từ nhiều nguyên khối. Một mẫu xe không dành cho một người yếu đuối với tốc độ tối đa là 305 km/h. 11 triệu USD tương đương với 250 tỷ đồng. AGF Porcupine là mẫu xe do công ty AGF sản xuất vào năm 1949. Tuy nhiên, họ đã không thành công trong lần đầu ra mắt dòng xe này do vấn đề về bộ chế hòa khí. Thế hệ xe thứ hai ra đời năm 1954 đã được khắc phục những hạn chế trên và giành giải vô địch trong cuộc đua Grand Prix do tay đua Lance Graham cầm lái. Thiết kế của AGS tuy được thay đổi, nhưng ấn phẩm Porcupine hiện vẫn là một ấn phẩm hiếm nhất. Trên thế giới, chỉ có 4 chiếc E90 AGS Porcupine này. Hiện nay, chiếc xe này vẫn được trưng bày tại Trung tâm Bảo tàng Xe máy Quốc gia Anh trong nhiều năm qua với mức giá rất ngưỡng. Chiếc xe có mức giá 7 triệu USD và khoảng 150 tỷ đồng. Accord Superior ES1 được thiết kế dựa trên các công nghệ tiên tiến của chiếc Formula 1 với thân làm từ sợi carbon kết hợp đặc tính khí động học. Superior ES1 nặng chỉ có 120 kg, trong khi động cơ 4 xi lanh dung tích 1000cc, công suất lên tới 370 km/h. Như vậy, nếu tính cả người lái khoảng 80 kg thì tỷ lệ công suất trọng lượng là 1:1, tương đương với những chiếc xe như Bugatti. Để có thể điều khiển được Spirit EF1, người lái phải trải qua 2 tuần tập huấn tại các trụ sở của Ecosy cùng với những tay đua từng vô địch các giải để có thể điều khiển thuần thục. Giá của em nó là 36 triệu USD, khoảng 80 tỷ đồng. Hildebrand Edward Müller là dòng xe đạp máy cổ chạy bằng hơi nước được sản xuất trong giai đoạn 1894 đến năm 1897. Đặc biệt, cũng chính là mẫu xe mô tô đầu tiên được sản xuất,
Năm 1894, chiếc xe đạp gắn máy đầu tiên ra đời, phát triển từ xe đạp chạy bằng hơi nước. Nhưng tại thời điểm ấy, có nhiều dự án khác và sau đó nó mới được công nhận rộng rãi. Đa phần những chiếc xe này đều được nằm trong khu bảo tàng của Đức, London, Indonesia. Giá của chiếc xe này khoảng 3,5 triệu USD, là tầm 77 tỷ đồng. Yamaha Roadster BMX Chopper. Chiếc xe được sản xuất thủ công tại Mỹ với toàn thân được mạ vàng cùng kiểu dáng độc lạ. Toàn bộ thân xe từ cặp phuộc dài, yên xe bọc nhung đỏ và hầu hết các chi tiết còn lại đều được mạ vàng 24 carat. BMX sở hữu động cơ đôi V có dung tích 1700cc. Chiếc xe mang biểu tượng của tầng lớp quý tộc, giàu sang. BMX hút hồn khách hàng bởi phong cách thiết kế vô cùng đặc biệt. Chỗ ngồi của xe được bọc trong nhung đỏ, trong khi gần như tất cả các phần còn lại của xe đều được bọc trong các tấm mạ loại vàng 24 carat. Cưỡi trên con BMX không khác gì bạn cưỡi một con ngựa vàng dạo phố. Giá của chiếc xe này khoảng 3 triệu USD là 66 tỷ đồng. Top 5 chiếc xe mô tô siêu khủng dành cho giới siêu giàu đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Đừng quên nhấn subscribe cho kênh của mình để có thể theo dõi được những video mới nhất nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt.